Sea of Pearl. Số 1. À, mình không ngờ có một ngày mình lại ngồi lại mình chơi cái game này. Game này có đâu. À, có. Tại giờ mới sáng sớm mà. Muốn là chơi một cái game nào giải trí nhẹ nhàng thôi. Có như vậy. Ê, ê, mày chạy đâu mà đụng, đụng ta đã, mày chạy đi đâu? Rồi, có một con mực. Giỡn mặt. Giỡn mặt với con ốc. Để coi gì không? Ồ, một viên ngọc, màu xanh. Mình nhớ một viên ngọc màu xanh đó là ẩu, ngọc màu xanh đó là bắn xa, còn viên ngọc màu đỏ đó là nó làm cái đạn mình bắn mạnh hơn thì phải. À nhớ, các bạn nhớ có mấy cái lỗ là phải chui vô liền. À không, có mấy cái lỗ là phải cho mấy con cá nó chui vô liền để rớt ra đồ. Trời nhanh vậy. Ê, ê nhóc. Không ngờ là tới chùm nhanh vậy luôn á. Trời không có cá, ừ có cá đây. Cá sao đánh được. Không. Ê. Đợi tao với. Mày, ôi kỳ vậy ta. Rồi thắng rồi. Ê vậy về ba mày. Yeah, mình lụm được một cái lọ, mình không biết đó là cái lọ gì. Lọ làm gì ta, để bỏ con sóc vào. Rồi mình được nghe mấy điểm gì đó. Urusa đang đi về Shinken ship, một con tàu Shinken, một cái chừng đó Ario. Con cá vàng nói chuyện của mình là bộ phù thủy đó đi tới con tàu Shinken này rồi, kêu mình hãy cứ chần. À ở đây không có mày. Giả ma với chúng tôi. À đây có đồ. Ô đạn. Yeah, bắn được 3 cái bong bóng rồi. Ồ đây có máu nè. Giả ma với chúng tôi. Chú cá vàng này có vẻ vui tính nha. Mày giỡn mặt. Ai vậy xinh xinh. Cá vàng bơi trong chảo mơ. Ngồi lên ngập xuống. Cá vàng chết nhăn răng. Ok ở đây có một cái mạng. Rớt xuống cái rương dưới á. Mày giỡn mặt. Màu xanh là bắn xa nha các bạn. Màu xanh là bắn được xa hơn. Này mấy cái lỗ nè. À, bạn hãy cho mấy con cá chui vào sẽ được. Đồ. Ba bự. Ô một giọt máu bự ở đây. Em đi tiếp. À đây, phải nhảy lên mình mới lấy được con ốc. Yeah, đạn đạn màu đỏ đó, nó mạnh hơn á. U mình bắn cho đạn. U mạnh chưa. Mà hơi ngắn, mình phải ăn mấy viên ngọc màu xanh vô để nó bắn xa hơn.
Có màu xanh đó. Ngọc xanh. Ta hơn chút thấy không? Mà vẫn không tới mày. Giỡn mặt với chúng tôi. Đẩy cục đá này xuống. Nè, quay xuống, quay xuống, quay xuống. Đó, có một cái rương ở đây, biết lắm mà. Yeah, thấy một viên ngọc màu xanh nữa rồi, bắn xa hơn. Đưa vào đây nè. Đó. Đó, thấy xa chưa? Đó, thấy xa chưa? Nè nha, giả ma với chúng tôi. Cầm móc này đi luôn. Giả ma với chúng tôi. Rồi, đấu chùm rồi đó. Mày. Dạ. Thấy cái con cua bò dưới đất á, các bạn phải đợi nó bò mới bắn được. À, đợi nó bò là mới bắn được. Mày. Mày, dành con rồi. Yeah. Dễ vậy ta. Thêm một cái lọ nữa. Cái lọ này mình cũng không biết làm cái gì. Thì là được hai cái lọ. Để bắt hai con sóc bỏ vào. Usa, yeah, be careful. Thì cẩn thận. Băng nó rất là trơn. A sea of ice. Biển của băng, bằng biển băng. Rồi, mình đi tới mẹ là biển băng. Mẹ số 3. Bạn có thể nghe thấy nhạc game rất là hay. Chơi game này rất là thư giãn ha. Không giáp lập. Được à. Sao mình được cái con sò là cũng được. À, đưa bằng đường này. Đó. Nope. Trời đất ơi. Không có gì hết. Ví dụ mình. Mà đi đường dưới đi. Thấy cá nó ghê quá. Mày con. Cánh này ai. Sao nó bắn ra gì. Ê. Không đánh được nó. Dù có đạn màu đỏ cũng không đánh. Cũng không đánh được nó. Có máu nè. Các bạn nhớ là mỗi khi qua màn á là cái máu của mình bị reset lại nha. Dạ. Vừa mới làm được máu. Cho nên các bạn phải kiếm máu lại. Tức là mỗi khi qua màn là nó còn 3 giọt. Chán ghê. Chán ghê. Đây chắc chắn là máu. Nope. Cắn vào máu. Máu. Ồ. Ồ. Nó phải là như vậy. Nó phải là như vậy. Con ốc. Yeah. Cái ngọc màu xanh. À, các bạn thấy không, bắn rất là xa luôn. Trời ơi, bắn nó tốt bên kia luôn. Này. Không có gì hết. Ơ, dạo này nó cho cái rương không có gì hết. Là sao ta? Ê, đợi tao, đợi, đợi. Ê, đợi tao, đợi, đợi. Nope. Ghét. Rồi. Chùm chưa? Ở chùm tớ nữa. Trợn mặt. Mày. Mày mày. Đường. Đường hóc vô mặt. Rồi một. Viên ngọc màu xanh nữa kìa. Rồi mình đang đang bắn xa rồi. Cho thêm viên ngọc màu xanh nữa. Yeah. Đây là con chùm bằng tiếp theo của mình. Một con chùm ở biển băng.
đẩy mấy con cá xuống đó, xong rồi đẩy mấy con ốc xong rồi cho mình giờ đó. Mình khá là dễ đâu tại vì nó quá là ngu. Ha, con chùm nó khó hơn không, chùm này khó đấu không, trời ơi. Thêm một cái lọ đó nè, trời lọ gì đâu mà lắm thế, lắm lọ thế. Không biết nàng tiên cá lấy nhiều lọ để làm gì. Có một vài cái thứ gì đó lạ đang đi lòng vòng ở cái biển núi lửa. Cẩn thận, có vẻ màn tiếp theo đó là cái biển núi lửa, là The Sea Volcano. Đó là một cái núi lửa ở dưới biển. Cái một cái lửa dưới biển. Ồ, tao biết mà. Thấy rồi, thấy rồi. Ê, có con tôm nữa kìa. Giỡn hoài, thôi giỡn hoài quá. Còn con tôm khó chịu. Khó chịu thiệt. Ý con ốc trời ơi, tưởng đẩy phát là đi luôn chứ. Ây da, thôi lụm cái à, lụm này chưa được. Ê ê, giỡn tao rồi nha tao. Bây giờ nó đâu nha tôm. Ai mày thôi rương ông vẫn rất là ham rương. Bơ quá trời. Giỡn tao hoài nha tao. Ê mày, rồi không cho máu, chẳng ở đây là máu, không có máu luôn, có ba giọt máu thôi. Giỡn mặt hả tôm, mặt hả tôm. Đây một viên ngọc màu xanh nữa, bắn rất là xa rồi. Rồi đấu chùm, con chùm màn này đó chính là một con cá ngựa. Dạ. Ây dạ, cậu bắn gì bắn nhiều dữ rồi đó. Mình hãy đứng xa xa ra một chút, tránh xa hai cái súng nó ra. Cá ngựa này có hai cái súng, giỡn mặt, giỡn mặt. Bắn ra mấy cái con gai đó kìa. Cả đầu bắn ra cá đi. Trời lắm. Giỡn mặt. Đây lại thêm một cái lọ nữa. Nàng tiên cá lấy nhiều lọ cho hoàng tử làm gì vậy? Urusa Castle, cái lâu đài của nữ Urusa, có rất là nhiều thứ lạ lùng. Nói chung mình không biết nó lạ như thế nào luôn. Đi thử đi. Bây giờ mình đã tới được lâu đài của Ursula. À, nãy giờ đọc lộn. Nãy giờ đọc lộn Ursula nha. Dạ nhìn bằng cá kìa. Nhìn bằng cá đúng thầy luôn. Rừng mình này chắc chắn sẽ có đồ. Không có chứ. À con ốc nè. Yeah, có đồ thiệt. Nhưng mà súng mình mặn rồi. Đâu cần ở đâu. Ý, đây nó có chút chớp kìa. Có vẻ chui vào được nha. Máu. Ok. Nó mình nhìn mặt mấy con cá
đó hay chưa. Hơi xuất điện nữa nè. Trời ơi, cho một giọng máu bự luôn. Ok, mình chui ra nha. Ủa, sao mình ở đây rồi? Đi tiếp nè, đi tiếp nè, đi tiếp nè. Trời ơi, ở đó luôn mày. Nhìn cái trong cái bong bóng mà đúng mất cười. Rồi lấy cái rừng bên đây. Yeah, một viên ngọc màu xanh. Nó thở ra mấy cá nhỏ rồi thấy không? Mày, cá nhỏ với chúng tôi. Trời, làm gì lắm thế. Rồi cá này nữa. À, gặp mấy cái này tốt nhất là chúng ta nên chạy nha. Chạy nha. Dở mặt trời. Mạnh dữ rồi. Bụng cái con ốc rớt xuống luôn, đang lại phải xuyên luôn. Ơi. Bơi lên, bơi lên, bơi lên. Kiểu hay gì. Ồ, mình đã gặp được bà Trâm ơi. Đâu Trâm nhanh vậy ta. Mày nè quá. Đó, vô mặt liền. Có giỡn mặt được cái nàng tiên cá nha. Vô mặt liền. Vô mặt liền. Thêm một cái vô mặt nữa nè. Đó. Yeah. Trời, có quá đơn giản không vậy? Ở đây là chùm cuối hả? Cho mình hỏi đây có phải là chùm cuối không? À đúng rồi, đây là chùm cuối. Nó hơi đơn giản xíu. À, con cua, mình đã gặp lại con cua màu đỏ. Nó giống như là Ursula đang trở lại. Nhưng mà lần này, sao? Này nó trở thành mạnh hơn à. Đây. Ồ. Oh. À. Ôi, chùm cuối đó là một con mực. Con mực màu tím. Bây giờ nó trở thành một con mực màu xanh lá cây. Và mạnh mẽ hơn với một cây một cây ba trẻ của thần biển cả. Có vẻ là đã ăn trộm được. Với pháp thuật đó là điều khiển dòng nước. Có vẻ là vô hại nhỉ. Giỡn mặt thôi chưa chết nữa. Chồng biết chơi chiêu vậy thôi hả? Trời, chết à. Chồng khó ghê vậy ta. Hồi xưa mấy trò game thì chồng khó ghê. À, đánh bại được Ursula rồi nhưng mà không có cách nào để trở thành người một lần nữa. À, xong rồi cô nàng của chúng ta đã mỗi ngày nhìn vào đất liền trong nước mắt. À, vua thấy như vậy, thấy người con gái rất là tội nghiệp như vậy, à, liền biến cô ta thành người một lần nữa. Rồi Errol trở về đất liền và gặp Eric. Hai người sống hạnh phúc với nhau, hai người kết hôn với nhau và sống hạnh phúc suốt đời.